Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Gần 1.000 hồ chứa thủy lợi và thủy điện tại Nghệ An và Hà Tĩnh nín thở trước những nguy cơ từ bão số 7. Hỗ trợ Quảng Bình 1.500 tấn gạo cứu trợ hộ dân vùng ngập lũ. Bắc hoãn với con số 67% mẫu nước mắm khảo sát không đạt chỉ tiêu ASEAN. Thưa quý vị, vào sáng ngày 18 tháng 10, tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa 190 km, sức gió mạnh nhất gần vùng tâm bão mạnh cấp 14, tức là từ 150 đến 165 km/h. Dự kiến bão sẽ đi vào đất liền tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Để hạn chế thiệt hại do bão, tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh đã tiến hành lệnh cấm biển và di dân khỏi các vùng biển nguy hiểm, sẵn sàng phương án cho học sinh nghỉ học từ ngày 19 tháng 10 nếu bão đổ bộ, ngừng cấp phép cho toàn bộ 486 tàu tham quan nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, kêu gọi các phương tiện đánh bắt xa bờ nhanh chóng tìm nơi tránh trú bão. Dự báo ngày và đêm 18 tháng 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 4 giờ ngày 19 tháng 10, vị trí tâm bão ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ 60 km về phía Tây. Vào chiều 17 tháng 10, lãnh đạo các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nam Định đã có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan trong địa bàn nhanh chóng thực hiện công tác ứng phó với cơn bão số 7 Sarika nhằm giảm thiểu thiệt hại. Theo đó, tại Thái Bình, đặc biệt là huyện Kiến Sương, đang khẩn trương huy động mọi nhân lực phương tiện thu hoạch lúa trước khi bão đổ bộ vào đất liền. Hiện tại, huyện Kiến Sương mới thu hoạch xong khoảng trên 2.280 hectare, chiếm 20% diện tích, trên 11.420 hectare diện tích lúa. Từ đêm 17 tháng 10, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, cấp 9. Riêng vùng biển Đông Nam, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, 11, biển động rất mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, bão Sarika là cơn bão rất mạnh trên biển và có hướng đi phức tạp, có thể ảnh hưởng đến đất liền và gây thiệt hại lớn. Thưa quý vị, hai tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh có gần 1.000 hồ chứa thủy lợi và thủy điện, trong đó có nhiều hồ xung yếu. Trước nguy cơ bão số 7 có thể gây mưa lớn cho khu vực này trong vài ngày tới, Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương này sẵn sàng mọi phương án đảm bảo an toàn. Hồ Vực Mấu thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An có dung tích thiết kế 75 triệu mét khối. Thời điểm này, hồ đã tích đầy dung tích. Năm 2013, hồ này đã xảy ra sự cố khiến cho hạ du thị xã Hoàng Mai ngập nặng. Còn đây là hồ Kẻ Gỗ thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh, có dung tích hơn 300 triệu mét khối. Trận mưa những ngày qua cũng đã khiến hồ Kẻ Gỗ dâng gần đạt mực nước thiết kế. Để đảm bảo an toàn trong trường hợp mực nước dâng do bão số 7, hiện hồ Kẻ Gỗ đang phải xả với lưu lượng từ 250 đến 300 mét khối trên giây. Kiểm tra rà soát hệ thống hồ chứa trên địa bàn hai tỉnh này trong ngày 17 tháng 10, trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai ông Nguyễn Xuân Cường nhận định các địa phương phải chủ động sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra mưa lớn do bão, đặc biệt rút kinh nghiệm từ những sự cố trước đây, đặc biệt chú ý an toàn cho hạ du. Từ nay cho đến ngày 19, dự kiến là cái ngày mà cơn bão số 7 đổ bộ vào. Mà chúng ta biết rằng cái cơn bão này là một cái cơn bão mà hoàn lưu có thể gây mưa trên một cái diện rất rộng. Do đó là chúng ta hết sức đề phòng cái an toàn hồ chứa. Đây là một nội dung rất quan trọng. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 600 hồ chứa, trong đó có khoảng 30 hồ xung yếu. Tỉnh Hà Tĩnh có hơn 350 hồ chứa và khoảng 300 hồ đã tích đầy nước do đợt mưa gây lũ vừa qua. Chuyển sang một thông tin khác. Trận mưa lũ trong những ngày qua tại khu vực miền Trung cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học hành của các em học sinh. Nhiệm vụ lúc này của nhà trường và các địa phương là cấp thiết phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho học sinh vùng lũ lụt. Mưa lũ đồng nghĩa với dịch bệnh đã và đang có nguy cơ bùng phát, trong đó đối tượng có nguy cơ ảnh hưởng cao nhất là học sinh. Tại Hà Tĩnh, gần 100.000 học sinh đã không thể đến lớp, nhiều trường trong tình trạng bị ngập nặng. Tại Quảng Bình, hiện có khoảng 50% học sinh các cấp chưa thể đến trường, khoảng 70% số trường học trên địa bàn bị ngập, nhiều trường bị ngập sâu. Trước tình hình trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra công điện cho biết học sinh sinh viên thuộc các tỉnh khu vực ven biển từ Nghệ An đến Quảng Trị có thể được nghỉ học vì mưa lũ. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo người dân vùng lũ biết và chủ động phòng tránh dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mưa lũ là tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm. Vì vậy, người dân cần phải đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đặc biệt là phải quan tâm bảo vệ sức khỏe cho con em học sinh. Cần nghiêm túc vệ sinh môi trường sau mưa lũ, đặc biệt là với các trường học bị ngập lụt, phải làm vệ sinh sạch sẽ mới tiếp tục tiếp nhận học sinh đến lớp. Theo thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trong đợt kiểm tra công tác ứng phó, chỉ đạo khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới và mưa lũ tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng đồng ý hỗ trợ trước mắt 1.500 tấn gạo cho tỉnh Quảng Bình để cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói tại vùng ngập lũ. Về hỗ trợ kinh phí khắc phục cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, nhà cửa,
Sau khi lũ rút, tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thống kê, đánh giá chính xác thiệt hại, xác định rõ trách nhiệm khắc phục của địa phương, của các bộ ngành, nhu cầu hỗ trợ trước mắt, gửi Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai tổng hợp, đề xuất báo cáo Thủ tướng. Thưa quý vị, sau gần 2 ngày tìm kiếm, thì sáng ngày 18 tháng 10, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể bé trai Hoàng Xuân Hiếu, 8 tuổi, ngụ ở Dĩ An, Bình Dương. Trước đó, vào chiều ngày 16 tháng 10, trong lúc trời mưa to, Hiếu cùng 3 em nhỏ khác ra khu vực đường số 4 trung tâm hành chính thị xã Dĩ An, thì bất ngờ bị nước cuốn vào cống mất tích. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, thì tới khoảng 8 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể em Hiếu tại khu vực suối Nhum, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, cách vị trí xảy ra vụ việc khoảng 2 km. Hiện thi thể em Hiếu đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Nhiều cảnh báo về nguy cơ nhiễm độc chì do sử dụng thuốc cam được ngành y tế đưa ra nhưng nhiều người dường như không mấy quan tâm. Theo Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm tiếp nhận hơn 100 trường hợp trẻ em nhiễm độc chì do sử dụng thuốc cam và các loại thuốc nam. Thời gian gần đây, số ca nhiễm độc là người lớn bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Các bác sĩ khuyến cáo, dù điều trị theo đông y hay tây y, thì khi bị bệnh, người dân cũng cần đến bác sĩ để được khám, tư vấn và kê đơn, chứ không tự ý mua thuốc về sử dụng. Vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã triển khai thành công nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại. Thay vì cách mổ và kẹp túi phình mạch não để lại nhiều di chứng, thì giờ đây, người bệnh phình mạch máu não sẽ được thực hiện khai nút túi phình mạch não bằng vòng xoắn kim loại. Đây là một kỹ thuật khó nhất trong can thiệp thần kinh nhưng đã được thực hiện thành công với hiệu quả cao, an toàn trong điều trị. Với việc áp dụng thành công kỹ thuật này, giờ đây các bác sĩ có thể can thiệp ở ngay những vị trí khó nhất trong não, cứu sống nhiều người bệnh mà không để lại di chứng. Chương trình sẽ tiếp tục với các thông tin về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Vào ngày 17 tháng 10, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo về kết quả công tác chủ yếu quý 3 và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 4 năm 2016. Một trong những nội dung được quan tâm và nhận được nhiều câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo là vụ việc bồi thường oan sai cho ông Huỳnh Văn Nén. Trả lời về nội dung này, đại diện Bộ Tư pháp trả lời cho biết Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã thương lượng 4 lần về giải pháp và mức bồi thường oan sai với gia đình ông Huỳnh Văn Nén. Tại lần thứ 3, Tòa đồng ý bồi thường hơn 10 tỷ đồng, nhưng tới lần thứ 4 hạ xuống còn 2,6 tỷ đồng. Lý giải về mức bồi thường này, Phó Cục trưởng Cục Bồi thường Nhà nước cho rằng ông Nén làm nông nghiệp ở khu vực nông thôn nên những tổn thất tinh thần thu nhập thực tế trong thời gian trước khi ông Nén được minh oan rất thấp, nên mức bồi thường rất thấp nếu tính theo mức độ lao động thu nhập ở địa phương. Thưa quý vị, vào chiều ngày 17 tháng 10, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an thành phố Hà Nội phát hiện một vụ vận chuyển rùa trắng vàng trái phép. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Đức Dũng, 26 tuổi, cụ thành phố Hà Nội vận chuyển trái phép hai cá thể rùa trắng vàng miền Bắc. Khám xét tại nhà đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 5 cá thể rùa các loại, trong đó có 2 cá thể rùa trắng vàng miền Bắc và 1 cá thể rùa trắng vàng miền Trung. Đây là những động vật nằm trong sách đỏ nghiêm cấm nuôi nhốt, tàn trữ, buôn bán trái phép trên thị trường. Tối ngày 17 tháng 10, trên đường Nguyễn Du, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe máy mang biển kiểm soát 93P167386 do người đàn ông Nhân quê Quảng Bình lưu thông theo hướng từ ngã ba Cửu Long về ngã tư Nguyễn Du. Khi xe lưu thông khoảng 500m thì tông vào một cô gái chưa rõ danh tính, bất ngờ băng qua đường, khiến anh Nhân té xuống đường. Lúc này xe ô tô mang biển kiểm soát 51F80436 cho tài xế tên Lợi điều khiển chạy theo chiều ngược lại cán qua người, khiến anh Nhân tử vong tại chỗ. Cô gái bị tông đã nhanh chóng rời bỏ hiện trường, thì nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Để có thể phục vụ tốt hơn cho người dân tham gia xe buýt, sáng ngày 18 tháng 10, Trung tâm Vận tải Hành khách Công cộng đã cho ra mắt 20 xe buýt lộ trình bến xe chợ lớn đến Gò Vấp để thay hoàn toàn phương tiện đã xuống cấp. Tuyến xe buýt mã số 7 có lộ trình đi từ bến xe chợ lớn đến bãi hậu cần số 1 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thuộc chủng xe buýt loại 47 chỗ, 26 chỗ ngồi và 21 chỗ đứng, được trang bị đầy đủ máy lạnh, thiết bị rao trạm, hệ thống camera giám sát hành trình, thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng đến 19 giờ 30 tối. Qua đây, Sở Giao thông Vận tải hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa mức độ hài lòng của người dân thành phố về hoạt động xe buýt để thu hút ngày càng nhiều hành khách sử dụng xe buýt là phương tiện đi lại. Thưa quý vị, 125 trên 150 mẫu khảo sát đều có ít nhất là một chỉ tiêu trong 5 chỉ tiêu của nhóm hóa học được khảo sát nêu trên không đạt so với tiêu chuẩn hoặc là so với công bố trên nhãn hàng hóa. Trong đó, 67% số mẫu khảo sát không đạt chỉ tiêu arsen hay còn gọi là thạch tính theo quy định của Bộ Y tế. Đây là thông tin mà Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam công bố về kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc vào chiều ngày 17 tháng 10. Theo đó, khảo sát tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước với 150 mẫu nước mắm đóng chai được lấy trên thị trường.
Kết quả có 125 trên 150 mẫu có ít nhất một trong năm chỉ tiêu kiểm tra không đạt so với tiêu chuẩn hoặc so với công bố trên nhãn hàng hóa. Đặc biệt có khoảng 67% mẫu không đạt chỉ tiêu arsen thạch tính tổng theo quy định của Bộ Y tế. Tuy nhiên khi thử nghiệm 20 mẫu trong số các mẫu khảo sát có arsen tổng vượt ngưỡng quy định thì đều không phát hiện arsen vô cơ với giới hạn phát hiện là 0,01 mg trên 1 lít. 101 mẫu trên 150 mẫu là có arsen vượt ngưỡng quy định. Chúng tôi cũng đã lấy ra 20 mẫu để gửi lại hai phòng thử nghiệm để kiểm tra xem trong đó cái hàm lượng arsen vô cơ có hay không. Nhưng rất may mắn, tức là nó cái hàm lượng arsen vô cơ không phát hiện. Đây là cái kết quả khảo sát, chưa phải là cái kết quả kiểm tra chính thức. Cần phải có cái sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước để mà kết luận chính thức xem là có đúng là kém chất lượng hay không. Tuy nhiên cũng là cảnh báo cho cái việc là có dấu hiệu của sự gian lận thương mại. Mẫu nước mắm có độ đạm càng cao, tỷ lệ mẫu có hàm lượng arsen tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng. Theo Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, 88 mẫu nước mắm kiểm nghiệm được mua tại nhiều địa điểm, từ chợ bán lẻ, siêu thị, trung tâm thương mại và cả các cửa hàng bán sản phẩm đặc sản tại 19 tỉnh thành trên cả nước. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. Hà Tĩnh đã quyết định xả tràn các hồ thủy lợi lớn. Khẩn trương lên phương án ứng phó bão số 7. Bình Dương tìm kiếm bé trai 8 tuổi bị nước cuốn xuống ống cống.